chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm một video khác biệt với tất cả video còn lại. Đó là mình giới thiệu một cái giống chim bồ câu mới toanh ở trại của mình. Trước đó thì mình mới có review thôi. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người chính thức luôn. Đó là dòng chim bồ câu xè. Chim bồ câu xè đây là một giống chim bồ câu cảnh mọi người nhé. Chim bồ câu cảnh và nhiều người nuôi phong thủy đó. Nó đi cùng cái phân khúc đối với chim bồ câu gà Mỹ đó. Cái dòng chim bồ câu cảnh này thì mọi người thấy đây, video này nó xè đuôi á, trông rất là đẹp. Và cái kích thước, cái trọng lượng của nó cũng nặng chứ nó không có nhẹ đâu mọi người. Và cái này chim, dòng chim bồ câu này thì nó mọi người nuôi để làm cảnh rất là nhiều, và nó có màu chủ đạo của nó thì là màu trắng này và màu đen này, hoặc là màu bông, có nghĩa là đen và lốm đốm trắng. Và rất trông rất là đẹp. Bây giờ mình bắt thử cho mọi người xem luôn. Đây. Đây là chim một câu xè mọi người. Chim mà nó xè cái đuôi lên trông rất là đẹp. Và ở Sài Gòn hiện tại người ta đang trụ cái dòng này rất là nhiều. Và chính vì vậy là mình mới quyết định nhân giống và nhập dòng chim bồ câu xè chính thức về kênh Nông Dân Làm Giàu để phân phối. Thì cái mình nói lại luôn, đó là chim bồ câu xè này, cái trọng lượng của nó cũng lớn chứ không phải là nhỏ đâu mọi người. Đây, còn bây giờ thì mình sẽ, đây là con trắng này. Thì mình nói hồi nãy nó có màu chủ đạo của nó là màu trắng, màu đen và màu bông. Đây, màu trắng này trông rất là đẹp. Và những anh em nào mà nuôi làm kiểng á, nuôi làm kiểng nhá, thì đối với cái màu trắng với màu đen á thì nó phối với nhau rất là đẹp, và nó ra cái con chim bồ câu con á thì nó màu lốm đốm trắng trông rất là xinh. Và mọi người nuôi làm phong thủy thì nó theo quan niệm nuôi phong thủy thì chim bồ câu xè á, thì giống như kiểu là khi mà nó xòe đuôi lên trông rất đẹp là giống như kiểu như là con công á, là nó mang lại cái sự may mắn hơn là nhiều. Nếu như chim một câu gà là cái màu chủ đạo của nó là cái màu nâu đỏ, hiện tại là đang rất là hút nha. Ở trại mình đó là chim một câu rắc luôn á, thì bán phải nói rất là nhiều. Thì cái quan niệm của người ta nuôi chim một câu gà mang lại một cái tài lộc, tại vì cái màu nâu đỏ và cái sự thịnh vượng. Còn đối với con chim bồ câu xòe này, đây bồ câu gà đây mọi người này, thì nó mang lại một cái gọi là cái sự thịnh vượng, cái màu nâu đỏ và màu vàng rơm á, thì mang lại một cái sự thịnh vượng rất là nhiều nên người ta mua. Còn cái dòng bồ câu chim bồ câu xòe này thì nó mang lại cái sự may mắn nhé, trông rất là đẹp đây mọi người. Nó màu trắng rất là tinh khôi. Cái màu trắng của nó cũng tương tự như là cái dòng chim bồ câu mi mắt. Nhưng mà dòng chim bồ câu mi mắt nó không phải là dòng chim bồ câu mà người nuôi chim cảnh, tại vì nó không có, thứ nhất nó không có xòe được. Nó chỉ là có một màu trắng tinh khôi thôi. Và dòng chim bồ câu mi mắt, các mọi người xem video đám cưới á, thì mọi người hay thấy là nhiều người họ thả bay trên bầu trời á. Đó là dòng chim bồ câu mi mắt nha. Và ở trại mình cũng rất là tự hào khi mà trong nhiều đám cưới, và đặc biệt là trên Đà Lạt, Lâm Đồng á, thì họ mua chim bồ câu của trại mình để họ thả rất là nhiều. Và có thể trong một đám cưới thì họ có thể mua vài trăm cặp, họ nhốt vào lồng họ thả, hoặc là vài chục cặp họ nhốt vào lồng họ thả lên bầu trời, rất là đẹp luôn. Hay như hồi nãy mình có trao đổi đó là chim bồ câu trắng với đen thì nó phối ra màu gì. Đây này, mình hay nói là màu bông á, nhìn trông rất là xinh luôn. Ở yếm của nó thì màu trắng này, và đuôi của nó lốm đốm thêm một vài đốm trắng này thì trông rất là xinh. Còn đây là mà cả màu trắng tinh khôi luôn. Cần trắng, màu trắng tinh khôi thì lai với nhau thì đương nhiên là nó sẽ có màu của bố mẹ thôi.
Và ở trại mình á thì mình rất là thích, đó là chim bồ câu lai với nhau thì đương nhiên là phải vặn. Ví dụ như dòng chim bồ câu xòe mọi người đang thấy trên màn ảnh nhá, thì mình chắc chắn là mình sẽ lai với dòng chim bồ câu xòe rồi. Tại vì nhiều người nuôi á, họ nuôi quần thể hoặc là nuôi không có kỹ thuật nuôi hoặc là không hiểu rõ lắm về các loại chim bồ câu á, thì họ lai chung với nhau. Ví dụ như chim bồ câu xòe lại lai chung với chim bồ câu thổi kèn đấy. Thì cái thứ nhất đấy, cái con của nó thì có thể là con bố của nó là chim bồ câu thổi kèn thì nó sẽ lai chim bồ câu thổi kèn, nhưng mà cái khung hình á, cái bộ khung của nó rất là xấu. Nên là đôi khi nhiều anh em có thể mua được một cặp chim bồ câu thổi kèn á, nhưng mà bộ khung cực xấu luôn. Còn ở trại mình là ví dụ là chim bồ câu Thái này thì đương nhiên là Thái. Bồ câu gà Mỹ đương nhiên là bồ câu gà Mỹ rắc luôn á. Và bồ câu thổi kèn là bồ câu thổi kèn. Bồ câu xòe bây giờ là bồ câu xòe luôn. Và cái màu của hồi nãy mình cũng nói luôn, ví dụ như là nếu như là chim bồ câu gà Mỹ cái nuôi phong thủy cùng với chim bồ câu xòe thì nó mang lại cái sự thịnh vượng, tiền lộc, tiền tài. Còn chim bồ câu xòe thì cái nó mang lại cái sự may mắn, giống như con công vậy, nó xòe đuôi thì trông rất là đẹp. Thì đối với những cái dòng chim bồ câu như dòng bồ chim bồ câu xòe này này mọi người, thì mình nuôi làm cảnh nhé, chứ còn nếu như phục vụ ăn uống ấy, thì là chim bồ câu gà Mỹ hoặc là chim bồ câu Thái đấy. Nên là mọi người nắm rõ đây, mọi người nuôi thế chim bồ câu xòe chỉ nuôi để làm cảnh là như là mục đích nó là như vậy. Còn chim bồ câu gà Mỹ ấy, thì nó có một cái ưu điểm hơn, ngoài làm cảnh ra thì nó còn phục vụ cho nhu cầu ăn uống. Tại vì chim bồ câu gà Mỹ là loại chim bồ câu khủng nhất, chim bồ câu da vàng của nó cực đỉnh luôn mọi người. Chim bồ câu có những con 6-7 lạng, chim bồ câu da vàng ấy nhỉ, nuôi 25-30 ngày 6-7 lạng. Và một gia đình nhỏ nhỏ tầm khoảng hai vợ chồng với một con thì chỉ cần nấu cháo một con chim bồ câu gà Mỹ thôi là ăn là bao phê đấy. Và chim bồ câu lúc nào nó đẻ 2 trứng, nên là mọi người nuôi khoảng vài cặp thôi, 5 cặp, chục cặp chim bồ câu gà Mỹ thôi là đủ phục vụ ăn uống gia đình, có thể mang biếu mang tặng luôn. Chính vì vậy nên là chim bồ câu thì mọi người nuôi vì mục đích gì nó là như vậy. Nhiều người họ thích sự may mắn mà, còn nhiều người nuôi kinh doanh thì chỉ nuôi chim bồ câu Thái thôi. Đã xác định nuôi kinh doanh và nuôi khởi nghiệp á, thì nuôi chim bồ câu Thái. Giá cả của nó cũng chính giống bố mẹ, cũng rẻ, không đắt. Và dòng siêu thịt, siêu rẻ, siêu lợi nhuận. Tất cả nhà hàng, siêu thị họ đều nhận. Và ở trại của mình bao đầu ra luôn. Tới tháng cứ chuyển chim cho mình chuyển khoản tiền lại nhanh chóng. Tầm khoảng 2-5 ngày là mình đã có tiền rồi, tiền tươi luôn. Và vấn đề lấy lại vốn cực nhanh. Chính như vậy nuôi chim bồ câu, mình hay nói với mọi người, nuôi chim bồ câu nó là một việc khởi nghiệp. Đối với nhiều người hiện nay, mình hay nói là sau Tết á, tại vì nhiều người họ định hướng lại cái việc phát triển kinh tế như thế nào. Thì có nhiều người nuôi con này con kia, thực sự mà nói thì mình không phải mình giới thiệu chim để mình mong mọi người nuôi con chim bồ câu, không phải vậy. Mình làm video để mọi người có một cái nhìn đa chiều hơn về nuôi con này con kia, để mọi người ra một cái quyết định hợp lý để nuôi thành công. Ví dụ là đâu phải ở đâu nuôi cũng bao đầu ra đâu mọi người, không phải vậy nhé. Còn ở trại mình nuôi chim bồ câu auto bao đầu ra luôn. Ví dụ đối với những cặp chim bồ câu xòe này, anh em nuôi cảnh chơi chẳng hạn, có chim bồ câu con gửi lại cho mình bao đầu ra luôn. Tất cả các dòng chim ở trại mình đều bao đầu ra, nhưng mà với một điều kiện, đó là anh em nuôi đúng kỹ thuật của mình, có nghĩa là không có ghép để sinh sản dòng chim bồ câu này đối với dòng chim bồ câu kia. Nếu mà người la như vậy thì sẽ hư chim bồ câu. Và nếu mà nuôi chim bồ câu mà đặt như mình thì trả lại, mình nhận hết, có bao nhiêu mình nhận hết luôn. Thì mọi người có thể thấy là việc nuôi chim bồ câu ở trại mình
hợp tác vui vẻ với nhau và cùng mang lại sự thành công nữa, thì mọi người cảm thấy rất là ok. Thì hôm nay thì mình cũng giới thiệu cái dòng phim mới, đó là dòng phim Con Xòe ở mình. Mình cũng đã từng làm video rồi nhưng này chính thức mình ra mắt phim Con Xòe ở Trạng. Thì anh em nào mà trong năm mới mà cần cái sự may mắn, cần phong thủy gì đó, cứ alo cho mình. Mình sẽ gửi chim đến tất cả mọi người luôn. Chim bồ câu cực kỳ khỏe mạnh, những cặp chim bồ câu mọi người thấy này. Rồi video hôm nay của mình đến đây thì cũng xin tạm dừng. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình.